Câu chuyện số 27 Câu chuyện về người Samari nhân lành Một ngày kia, có hôm một chuyên gia kinh luật do Thái đến gặp Đức Chúa Giêsu để thử ngài. Ông hỏi, Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời, Trong luật pháp của Đức Chúa Trời có chép điều gì? Chuyên gia kinh luật này trả lời rằng, luật pháp của Đức Chúa Trời dạy, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và hãy yêu người lân cận như mình. Chúa Hơ Giêsu phán, "Ngươi nói đúng, hãy làm theo thì ngươi sẽ sống." Nhưng chuyên gia kinh luật muốn chứng tỏ mình là người công bình, nên ông hỏi Ngài Ai là người lân cận của tôi? Chúa Giêsu trả lời cho chuyên gia kinh luật bằng cách kể câu chuyện sau: Có một người đàn ông do thái đi từ Giêsu Salem đến Giê-ri-cô. Trên đường đi, ông bị bọn cướp tấn công. Bọn chúng cướp đi tất cả mọi thứ ông có và thậm chí đánh đập ông đến nỗi gần chết. Sau đó, bọn chúng bỏ đi. Sau đó có một thầy tế lễ do Thái cũng đi xuống Jericho trên con đường này. Khi nhà lãnh đạo tôn giáo này thấy người đàn ông bị cướp và đánh đập, ông ta tránh sang một bên, vớt nờ người đàn ông bị nạn đang cần sự giúp đỡ và cứ tiếp tục hành trình của mình. Không lâu sau, một người Lê Vi đi xuống con đường đó. Người Lê Vi là một chi phái của người Do Thái, chuyên giúp các thầy tế lễ trong đền thờ người lê vi này cũng tránh sang một bên và phớt lờ người đàn ông bị cướp và đánh đập người tiếp theo đi xuống con đường này là một người samari người samari là hậu tự của người do thái nấy người ngoại bang người samari là người và người do thái căm ghét lẫn nhau nhưng khi người samari thấy người đàn ông do thái bị nạn này ông động lòng thương xót người đàn ông này vì thế ông lau rửa và băng bó các vết thương của người bị lạn sau đó người samari đỡ người đàn ông bị lạn lên con lừa của mình và đưa tới một quán trọ bên đường tại đó ông chăm sóc cho người đàn ông bị lạn ngày hôm sau người samari cần phải tiếp tục cuộc hành trình của mình nên ông đưa một ít tiền cho người chủ quán và nói hãy chăm sóc ông ấy và nếu phải chi trả nhiều hơn, tôi sẽ gửi số tiền còn thiếu cho ông khi tôi quay trở lại. Sau đó, Đức Chúa Giêsu hỏi chuyên gia kinh luật ông nghĩ như thế nào? Ai trong số ba người này là người lân cận của người đàn ông bị cướp và đánh đập? Chuyên gia kinh luật trả lời rằng đó là người đã thương xót ông ta. Chúa Giêsu phán hãy đi và làm theo như vậy. Câu chuyện Kinh Thánh được trích trong sách Nuka đoạn 10, từ câu 25 đến 37.